chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 1, sách Chân Trời Sáng Tạo của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chủ đề: các số đến 10. Bài số 10. Cô mời các em hãy mở sách giáo khoa trang 48. Chúng mình cùng nhau học bài nhé. Các em hãy quan sát cho cô giáo mô hình thứ nhất và cho cô biết trong mô hình thứ nhất chúng mình thấy có mấy quả trứng. Chúng mình hãy đếm xem có mấy quả trứng gà nhé. Chúng ta cùng nhau đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có tất cả là 7 quả trứng gà. Đếm cho cô xem có bao nhiêu chấm tròn. Chúng mình cùng nhau đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có tất cả là 7 chấm tròn. Vậy có 7 quả trứng, có 7 chấm tròn, đều có số lượng là 7 đấy. Và cô giáo ghi ở phía dưới đây là số 7. Chúng mình đọc cho cô. Số 7. Số 7. Tiếp tục chúng mình quan sát mô hình thứ 2. Cho cô biết ở mô hình thứ 2 có bao nhiêu quả trứng gà. Chúng mình cùng nhau đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có tất cả là 8 quả trứng gà. Cho cô biết ở trong mô hình thứ 2 có bao nhiêu chấm tròn? Chúng mình cùng nhau đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có tất cả là 8 chấm tròn. Để ghi lại số lượng là 8 quả trứng và 8 chấm tròn, chúng mình sử dụng số 8 điền ở phía dưới. Chúng mình đọc như sau. Số 8. Số 8. Tiếp tục chúng mình quan sát mô hình thứ 3. Cho cô biết trong mô hình thứ 3 có bao nhiêu quả trứng gà. Các em ạ, ở mô hình thứ 3 có 9 quả trứng gà đấy. Chúng mình cùng nhau đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có tất cả là 9 quả trứng gà. Hãy đếm cho cô xem có bao nhiêu chấm tròn. Chúng mình cùng nhau đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có tất cả là 9 chấm tròn. Để ghi lại là số lượng 9 quả trứng và 9 chấm tròn, cô giáo có số 9. Chúng mình đọc theo cô. Số 9. Số 9. Tiếp tục chúng mình quan sát mô hình thứ 4. Cho cô biết có tất cả bao nhiêu quả trứng gà. Ở mô hình thứ 4 có tất cả là 10 quả trứng gà đấy. Chúng mình cùng nhau kiểm tra lại nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có tất cả là 10 quả trứng gà. Tiếp tục cho cô biết có bao nhiêu chấm tròn. Ở mô hình thứ 4 này cũng có 10 chấm tròn đấy. Chúng mình cùng nhau đếm lại nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có tất cả là 10 chấm tròn. Để ghi lại số lượng là 10 quả trứng và 10 chấm tròn, cô giáo có số 10. Đây là số 10. Chúng mình đọc như sau. 10. 10. Các em ạ, số 10 là số đầu tiên có hai chữ số. Đó là chữ số 1 và chữ số 0. Chữ số 1 đứng trước, chữ số 0 đứng sau. Và chúng ta đọc là 10.
Đây là số 10 in thường. Còn đây là số 10 viết thường, gồm có hai chữ số, đó là chữ số 1 và chữ số 0 ghép lại với nhau. Chữ số 1 có độ cao là 2 ly, chữ số 0 có độ cao là 2 ly và cùng có độ rộng là 1 ly. Chúng mình cùng nhau đọc lại các số này nhé. Số 7, số 8, số 9, số 10. Hãy cho cô biết trong các số mình vừa đọc thì số nào là số lớn nhất? Trong các số mình vừa đọc thì số 10 là số lớn nhất đấy. Như vậy hôm nay chúng mình học thêm được số mới, đó là số 10, là số lớn nhất trong các dãy số từ 0 đến 10. Bây giờ chúng mình sẽ vận dụng kiến thức mà chúng mình vừa học để thực hành nhé. Chúng mình làm yêu cầu thực hành thứ nhất, đó là viết một dòng số 10 và viết số 7, số 8, số 9 và số 10. Các em lưu ý khi viết số 10 thì chúng mình viết chữ số 1 đứng trước, chữ số 0 đứng sau, sao cho hai số gần vào nhau nhưng không được gần quá các em nhé. Chúng mình hãy bấm dừng hình để thực hành luyện viết nào. Các em đã viết xong chưa? Chúng mình cùng nhau quay trở lại màn hình thực hiện yêu cầu thực hành thứ hai nhé. Yêu cầu thực hành thứ hai là chúng mình sẽ đếm số. Ở đây chúng mình sẽ thực hành đếm số ngón tay. Hãy đếm cùng cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có tất cả là 10 ngón tay. Chúng mình ghi lại số lượng là số 10 và đọc là 10. Chúng mình hãy thực hành đếm xem có bao nhiêu bạn học sinh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có tất cả là 10 bạn học sinh. Như vậy chúng mình đã thực hành đếm 10 ngón tay và đếm được 10 bạn học sinh rồi đấy. 10 ngón tay, 10 bạn học sinh đều có số lượng là 10. Tiếp tục chúng mình thực hành yêu cầu số 3. Nói các cách tách gộp 10. Chúng mình quan sát mô hình thứ nhất gồm có 10 khối lập phương được chia làm 2 phần. Một phần là 9 khối lập phương màu xanh và một phần là một khối lập phương màu đỏ. Và chúng ta nói cách tách như sau. 10 gồm 9 và 1. 10 gồm 1 và 9. Cách gộp chúng mình sẽ nói như sau. Gộp 9 và 1 được 10. Gộp 1 và 9 được 10. Tiếp tục ở mô hình thứ hai, chúng mình tách 10 khối lập phương thành 2 phần. Phần một phần là 8 khối lập phương và một phần là 2 khối lập phương. Ở đây thể hiện bằng 8 khối lập phương màu xanh và 2 khối lập phương màu đỏ đấy. Chúng mình nói cách tách như sau. 10 gồm 8 và 2. 10 gồm 2 và 8. Chúng mình nói cách gộp. Gộp 8 và 2 được 10. Gộp 2 và 8 được 10. Tiếp tục ở mô hình thứ 3, từ 10 khối lập phương tách thành 2 phần, một phần là 7 khối lập phương và một phần là 3 khối lập phương. Chúng mình nói cách tách như sau. 10 gồm 7 và 3. 10 gồm 3 và 7. Chúng mình nêu cách gộp. Gộp 7 và 3 được 10. Gộp 3 và 7 được 10. Tiếp tục chúng mình quan sát mô hình thứ 4. Có 10 khối lập phương được tách làm 2 phần, một phần là 6 khối lập phương và một phần là 4 khối lập phương. Chúng mình nêu cách tách như sau. 10 gồm 6 và 4. 10 gồm 4 và 6. Chúng mình nêu cách gộp như sau. Gộp 6 và 4 được 10. Gộp 4 và 6 được 10. Tiếp tục mô hình cuối cùng. 10 khối lập phương tách thành 5 khối lập phương bên trái và 5 khối lập phương bên phải.
chúng mình sẽ nêu được cách tách như sau. 10 gồm 5 và 5. Chúng mình nêu cách gộp. Gộp 5 và 5 được 10. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau thực hành. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần tiếp theo, đó là phần luyện tập nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu chúng mình điền số vào ô trống còn thiếu. Ở đây các em hãy quan sát mẫu. Ở đây có 3 chấm tròn thì chúng mình thực hành đến 1, 2, 3. Sau đó chúng mình viết số 3 xuống phía dưới ô trống. Tương tự như vậy, các ô trống còn lại chúng mình hãy thực hành đếm số lượng chấm tròn ở trên để chúng mình điền số ở dưới. Yêu cầu thứ 2, gắn tiếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Chúng mình sẽ thực hành gắn tiếp các số này vào các vị trí sao cho các số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập 1 nhé. Các em làm bài xong chưa? Chúng mình quay trở lại màn hình, cô cho chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Ở đây không có chấm tròn nào cả, chúng mình điền số 0. Có một chấm tròn, chúng mình điền số 1. Ở đây có hai chấm tròn, chúng mình điền số 2. Chúng mình đếm 1, 2, 3, 4. Có 4 chấm tròn, mình ghi lại là số 4. 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 chấm tròn, mình ghi lại số lượng là số 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 chấm tròn, mình ghi lại số lượng là số 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 7 chấm tròn, mình ghi lại số lượng là số 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 chấm tròn, mình ghi lại số lượng là số 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có 9 chấm tròn, mình ghi lại số lượng là số 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có tất cả là 10 chấm tròn, cô giáo ghi lại số lượng là số 10. Chúng mình đọc lại dãy số mình vừa điền nhé. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cho cô biết trong dãy số mình vừa đọc thì số nào là số bé nhất? Trong dãy số này thì số 0 là số bé nhất đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau thực hiện yêu cầu số 2. Gắn tiếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Ở đây là số 0, sau số 0 là số 1. Số 7 sẽ đứng liền sau số 6. Số 9 đứng liền sau số 8. Số 4 đứng liền trước số 5. Số 3 đứng liền trước số 4. Như vậy chúng mình đã điền được dãy số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là dãy số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Và trong dãy số này thì số 10 là số lớn nhất đấy. Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 1. Tiếp tục cô cho chúng mình cùng nhau làm bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Điền số. Để các em điền được số vào ô trống còn thiếu, chúng mình hãy quan sát mẫu. Ở đây mẫu là số 4. Chúng mình vì sao chúng mình lại điền số 4 ở đây? Vì ở đây là biểu tượng bông hoa súng. Ở đây là những biểu tượng thôi, chúng mình không được đếm ở ngoài, mà chúng mình phải đếm số ở trong hình, trong bức tranh. Đây là bức tranh. Ở đây là biểu tượng hoa súng, thì chúng mình sẽ đếm số bông hoa súng ở trong nhé. 1, 2, 3, 4. Có 4 bông hoa súng, mình sẽ điền ở đây là số 4. Tương tự như vậy, biểu tượng con vịt, con ếch, lá súng,
con chuồn chuồn. Đây là hình ảnh con gà con. Chúng mình sẽ thực hành đếm xem có con gà con nào không, thì mình sẽ điền vào ô trống nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào. Cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chữa bài nhé. Đây là biểu tượng con vịt. Chúng mình sẽ đếm số con vịt có trong bức tranh nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Có tất cả là 5 con vịt. Chúng mình điền số 5 vào ô trống. Tiếp tục biểu tượng con ếch. Chúng mình sẽ đếm ở trong bức tranh xem có bao nhiêu con ếch nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có tất cả là 9 con ếch. Chúng mình điền số 9 vào ô trống. Tiếp tục chúng mình thực hiện đếm số lá súng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có tất cả là 7 lá súng. Chúng mình điền số 7 vào ô trống. Tiếp tục chúng mình thực hiện đếm con chuồn chuồn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có tất cả là 10 con chuồn chuồn. Chúng mình sẽ điền số 10 vào ô trống. Tiếp tục chúng mình quan sát xem có trong tranh có con gà nào không. À, trong bức tranh không có con gà nào đó các em. Do đó chúng mình điền ở đây là số 0 nhé. Như vậy qua bài tập số 2 đã giúp chúng mình cách thực hiện đếm số rồi đấy. Tiếp tục cô trò chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3 yêu cầu chúng mình như sau. Các số 9, 5, 0, 10. Hãy sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn. Vậy để sắp xếp được các số theo thứ tự từ bé đến lớn thì chúng mình cần phải nhớ thứ tự các số mà mình đã được học. Thì ở đây chúng mình thấy số 0 là số bé nhất. Sau đó đến số 5. Rồi đến số 9. Và số lớn nhất cuối cùng đó là số 10. Như vậy mình đã xếp được các số theo thứ tự từ bé đến lớn. 0, 5, 9, 10. Yêu cầu thứ 2. Trong các số trên thì số nào bé nhất? Số nào lớn nhất? Các em ạ, trong các số mình đã học từ 0 đến 10 thì số 0 là số bé nhất đấy. Và số lớn nhất đó là số 10. Như vậy chúng mình đã hoàn thành bài tập số 3 rồi đấy. Tiếp tục chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 4 nhé. Bài tập số 4 yêu cầu như sau. Tìm xe cho bạn. Ở đây các em hãy quan sát là ở phía trên là những bạn ở con vật. Mỗi con vật đang đeo một số ở trên đầu. Và xe của các bạn là ở phía dưới đây. Vậy chúng mình sẽ cùng nhau tìm số xe trùng hợp với số của các bạn. Ở đây chính là củng cố về cấu tạo số mà các em đã được học đấy. Vậy đầu tiên chúng mình sẽ tìm xe cho bạn thỏ. Đây là hình con ong. Chú ong đã nói đây là xe của bạn thỏ. Xe của bạn thỏ mang số 2 và số 7. Vậy đây chính là cấu tạo của số 9 đấy. 9 gồm 2 và 7. 9 gồm 7 và 2. Như vậy chúng mình sẽ tìm được xe cho bạn thỏ là chiếc xe màu sữa. Tiếp theo là chiếc xe màu xanh sẽ được tìm cho bạn. Tiếp theo là bạn mang số 6 là chiếc xe màu xanh. Vì 6 gồm 3 và 3. Tiếp theo đó là chiếc xe màu xanh nước biển. Chúng mình tìm cho bạn này có mang số 8. Đó là 8 gồm 5 và 3. 8 gồm 3 và 5. Tiếp tục chúng mình tìm được số xe cho bạn. Và tiếp theo hình màu tím đó là mang số 5, chiếc xe màu đỏ. 5 gồm 2 và 3. 5 gồm 3 và 2. Chiếc xe cuối cùng là mang số 7. Sẽ là 7 gồm 7 và 0. 7 gồm 0 và 7. Như vậy qua bài tập này chúng mình đã biết cách tìm số xe cho bạn dựa vào cấu tạo số. Chúng mình cùng nhau làm tiếp bài tập số 3 nhé, số 5 nhé. Theo em, kết quả cuộc đua xe thế nào? Trong bức tranh chúng mình nhìn thấy đây là cuộc đua xe giữa các bạn.
ở đây là về đích, thì bạn nào về đích trước thì sẽ được mang số 1, đó là cúp màu vàng. Bạn số 2 sẽ được cúp màu bạc và bạn số 3 sẽ được cúp màu đồng. Vậy chúng mình hãy quan sát xem bạn nào là bạn về đích đầu tiên, bạn nào về đích thứ hai và bạn nào về đích thứ ba nhé. Quan sát thấy ở trên màn hình, chúng mình thấy bạn xe màu vàng là về đích trước, bạn sẽ được về đích đầu tiên thì được số vị trí số 1 là được cúp màu vàng. Tiếp tục bạn về thứ hai, đó là bạn xe màu đỏ, sẽ được cúp màu bạc. Và bạn tiếp theo là xe màu xanh lá cây sẽ về vị trí về đích thứ ba. Như vậy là bạn xe màu vàng về đích số 1, bạn màu đỏ về đích số 2 và bạn màu xanh lá cây về đích số 3 đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 6 nhé. Bài tập số 6 yêu cầu chúng ta nói theo mẫu câu có chấm 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 con cá gồm chấm 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 và chấm chấm chấm. Chúng mình phải đếm số lượng con cá có trong bức tranh đấy. Chúng mình cùng nhau đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có tất cả là 10 con cá đấy. Chúng mình điền vào ô trống đầu tiên, đó là có 10 con cá. Có 10 con cá gồm có mấy con cá màu vàng và mấy con cá màu tím? Chúng mình đếm số cá màu vàng nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 con cá màu vàng. Và 1, 2, 3, 4, 5 cũng có 5 con cá màu tím. Vậy chúng mình sẽ điền được là có 10 con cá gồm 5 và 5. Như vậy đây chính là cấu tạo của số 10 đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh, comment để nêu ý kiến của bạn, đăng ký kênh để được xem video mới.